Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh, Quảng Trị cho biết Hội Chữ thập đỏ và đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ huyện Gio Linh đang làm những hũ ruốc xả thịt và cá cơm rim lạc gửi ra hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, những ngày qua, Hội đã kêu gọi những người dân cùng chung tay hỗ trợ tiền mặt, hiện vật như thịt heo, cá cơm, dầu ăn, tỏi ớt để làm khoảng 200 hũ ruốc xả thịt và cá cơm rim lạc loại 0,5 kg, anh Luật nói. Anh Luật cho biết thêm là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ nên người dân Quảng Trị thấu hiểu những khó khăn của người dân ở miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ lúc này. Hy vọng những món quà thiết thực này sẽ kịp thời hỗ trợ người vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để sớm ổn định cuộc sống. Ngoài Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh thì tại Quảng Trị, những ngày qua nhiều cá nhân, đội nhóm cũng tổ chức kêu gọi nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong hai ngày nay, nhiều chuyến xe tải chở theo nhu yếu phẩm đã lăn bánh ra Bắc. Chị Lê Thị Thúy, 33 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, trong sáng cùng ngày đã cùng với nhiều hộ dân ở địa phương gói 500 cặp bánh tày, đóng gói 120 ổ bánh mì, nước uống, sữa, áo quần để vận chuyển ra tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân vùng lũ. Còn chị Phạm Hồng Thùy Ni, trú phường 5, thành phố Đông Hà cho hay cũng đã từ bỏ chi phí, đứng ra kêu gọi nhiều người dân cùng góp sức gói bánh chưng, bánh tép, hũ muối xả để gửi ra miền Bắc. Những món quà tuy nhỏ nhưng mình mong muốn có thể chia sẻ bớt những khó khăn cùng người dân miền Bắc, giúp họ có thể vượt qua thử thách, sớm ổn định cuộc sống, chị Ni cho hay. Ngày 10 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị có lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10 tháng 9 đến 30 tháng 10. Theo đó, mọi sự đóng góp, ủng hộ trực tiếp xin gửi về Quỹ Cứu trợ và An sinh xã hội tỉnh Quảng Trị qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh số tài khoản 3761.0.103.9983.9199 tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị. Số tài khoản 5401-0007-747474 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Trị. Hoặc ủng hộ tiền mặt tại phòng tài vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh số 10A Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà. Với tinh thần tương thân tương ái, 8.000 nhân viên Vietjet đã đồng lòng chung tay đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn với những gia đình bị mất mát và chịu ảnh hưởng do thiên tai. Vietjet cũng sẽ trích 5.000 đồng từ mỗi vé máy bay bán được trong thời gian từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, 2024 để hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống sau bão lũ. Ngoài số tiền quyên góp được từ cán bộ, nhân viên, ước tính tổng số tiền Vietjet trích từ bán vé máy bay sẽ là khoảng 5 tỷ đồng. Trước mắt, ngay trong ngày 10 tháng 9, Vietjet đã trích 2 tỷ đồng để mua lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm kịp thời cung cấp giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại. Bên cạnh hoạt động quyên góp ủng hộ, Vietjet cũng quyết định miễn cước vận chuyển đối với hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến với đồng bào vùng bão lũ trong giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 9, 2024. Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet chia sẻ, cán bộ nhân viên Vietjet xin gửi lời động viên chân thành đến đồng bào đang phải gánh chịu hậu quả bão lũ. Chúng tôi tin rằng với tình đoàn kết và sự hỗ trợ từ cộng đồng, đồng bào sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống. Mỗi cán bộ, nhân viên Vietjet đều mong muốn góp phần nhỏ bé của mình giúp đỡ những gia đình mất nhà, mất người thân sau trận bão tàn khốc vừa qua, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Vietjet. Theo dõi thông tin chi tiết tại website www.vietjetair.com. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ. Sáng 11 tháng 9, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tham dự buổi quyên góp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Tại buổi quyên góp, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình luôn thể hiện tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, luôn thể hiện tình thương người như thể thương thân, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp, các ngành giúp đỡ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các đồng chí với tinh thần vì nghĩa cử cao đẹp, quyên góp ủng hộ đồng bào tại các tỉnh miền núi và các tỉnh đồng bằng sông Hồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay cho gia đình và tài sản do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi và mong muốn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị mình ủng hộ theo lời kêu gọi của Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu đã quyên góp được 236,5 triệu đồng, bao gồm quyên góp tại chỗ và quyên góp một ngày lương. Sáng cùng ngày, tại hội nghị khảo sát lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền là 68,9 triệu đồng. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan trung ương đầu tiên tổ chức hoạt động tại thành phố gắn với hoạt động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai bão lũ số 3 tại thành phố. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của đoàn công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cả hệ thống viện đã tham gia đóng góp để động viên, tiếp sức cho đồng bào vượt qua khó khăn. Sáng 11 tháng 9, trao đổi với Pháp luật Online, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay quyên góp, ủng hộ người dân phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Theo ông Danh, thời điểm này người dân phía Bắc đang rất cần sự chung tay, đồng lòng của người dân cả nước, trong đó có các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Nông. Thấu hiểu, đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn này, ngày hôm qua chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tổ chức liên quan phải làm ngay đợt vận động quyên góp, ủng hộ người dân vùng bão lũ. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh nói. Cùng ngày, ông Châu Ngọc Lương, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm đầu mối, hướng dẫn cụ thể để phát động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng thiên tai. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phát động kêu gọi các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Việc làm này là nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi các tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Nông chung tay, góp sức với phương châm có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Sau lễ phát động, các bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và đội ngũ cán bộ các ban đảng của tỉnh ủy đã tiến hành quyên góp để gửi đến đồng bào các tỉnh đang bị bão lũ. Cùng ngày, ông Yizhang Grinier, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang đề xuất ban vận động của tỉnh chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cứu trợ người dân phía Bắc bị lũ lụt. Chúng tôi đã xây dựng thư ngõ để kêu gọi người dân, các tổ chức, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức để ủng hộ người dân vùng lũ lụt, ông Yizhang Grinier nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!